Vâng, xin chào cả nhà Thằng nha. ăn ngoài tròn ơi. Thằng à, mực ngon. Vâng, em xin chào cả Ngoài nhà. nhẹ không bung. À, đợt này về Việt Nam quý anh chị ạ, lâu lắm rồi. Mai mốt người làm lại cái chị nha. Lâu lắm rồi, hôm nay về Việt Hôm Nam. nay em ra gần chết rồi. Về Việt Nam. Ok, sáng nay tao uống bia không? Đi sáng nay uống bia không? Nghe nhiều lắm. Sáng nay uống bia đi. Ngon quá. Em tương thuật trên Facebook và trên YouTube nha. Chào tất cả mọi người nha. Mực ngon quá. Đây đợt này Nhật về Việt Nam đưa ít mực về bán quý anh chị này. Đây mực khô nhé, mực khô này. Ngon quá. Ai có nhu cầu mực thì liên hệ với em nhá. Chỉ lẻ nhá. Nói chung mực đi mà. Đây mực khô cả nhà nhá. Trắng tinh luôn. Đây. Mực thì không thiếu nhá. Quý anh chị nào mà thích mực khô của Angola châu Phi thì liên hệ với Nhật Nguyễn. Siêu ngon. Đấy, em đang tường thuật trên một là trên kênh Facebook Nhật Nguyện Vlog và hai là trên kênh YouTube Nhật Nguyện Vlog nha. Đợt này ở Angola cũng rất là căng thẳng quý anh chị ạ. Đợt này ở Angola thì vào YouTube xem nhé. Đợt này Angola thì nếu tiền nó bị trượt giá cả nhà. Nên là Nhật đang làm về quê chơi thời gian rồi tính sau. Chào tất cả các anh chị trên YouTube nha. Mấy anh em trên Facebook mà nếu mà rảnh thì qua qua kênh YouTube là Nhật Nguyệt Vlog chúng ta xem nha. Ê. Có cáo được kênh mình đúng không? Mời cả nhà uống bia với chồng em nha. Mời ở nhà nhá. Có ai lên đu không? Mày lên đu rồi chơi không với Bình Việt Nguyên Nam các bạn. sẽ lấy đồ không về cả nhà. Ngon quá. Một con trong mình nữa đấy. Xin chào Nguyễn Quỳnh Trang nha. Công Lê nha. Dạ. Cảm ơn kéo hết. Cảm Đây bực đây quý anh chị này. Đây nha. Đây mực em mới nướng xong. Đây. Phải kéo cho nó hết. Thế rồi. Đây đây. Nó đây không kéo trực tiếp. Nguyễn Hoàn ăn mực thấy thế nào rồi em? Mực ngọt đi. Vâng, vô lý này. Chào cả nhà đây con này. Mời mọi người, mời cả nhà ăn mực này. Vâng,
Anh vô sao vậy? Chào Putin nha. Chào Bình nha. Ngon quá. Bình nha có một trầm. Nhưng mà không ai uống. Có hai vợ chồng uống nên là uống hết có mấy lon thôi. Cần chảy như thế này cả nhà này. Cần phải nướng lên là nó chảy. Con thì nó trong như thế này cả nhà này. Trắng trong như thế này này. Nói chung là mực 1 cân là 10 con nhá cả nhà. Size 1 cân 10 con. Siêu to. Nhưng mọi người nhìn này. Nói chung là mực dày, ngon không chất bảo quản, mà lại giá thì lại rẻ. Chưa ai cần đó. Nguyễn Hoan, Hoan nào hả em? Hoan Hải đi, à. Hải đúng không? Không biết đâu. Sao quá, không thấy. Phải sao sát lại biết được. Ok em nhá. Hoàn 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 hết. À hoàn hoàn nữa. Ừ. Ok em nhá. Ok Bình hoàn nhá. Ngon lắm cả nhà. Ngon. Siêu ngon. Nói chung là mực không chất bảo quản dày. Mực Angola ai ở Angola thôi thì biết nhá. Mà ở ta thì rất nhiều người đã mua mực ở nhà em. Angola nói chung là Tết quả biếu làm quả biếu. Tết thì em thường thường ngày nay đưa về bán Tết á. Đây mọi người ăn rồi thì biết này. Okay. Bấm cho cô làm tăng cái màu như cái gì? Bên này á. Cái này em có biết à? Cái này là YouTube em có biết mà. Quá là chung cái ô à. Không. Ô tiếp theo là đấy không. Không. Đấy à. Màu mồn sáng sáng nhìn toàn màu đi. Đặt đó đâu? Đấy à. Đấy. Đó là kỳ sau thằng nó rồi. Ừ. Đâm quá. Không. Nhìn thấy sáng hơn rồi gì? Hay tối hơn? Tối hơn. Cái này sáng hơn gì? Thôi tôi thì. Tôi mới thấy ở đây. Cái trồng. Cái này nhìn nó nhạt nhòa quá không? Màu nhìn được này. Đây. Ừ. Sáng hơn tí là được. Được ạ. Giá cả thế nào, có ship qua Nga không? Ai đó? Putin đại đế. Putin đại đế ở Angola. Năm ngày. Hồi đó em mà lắm. Rồi cái gì nữa rồi nhá. Ngon lắm cả nhà. Anh em bên đất nước Angola thì không phải cần được quảng cáo nữa rồi. Tươi trắng. Còn những ai YouTube thì mới biết. Nhật thì lâu lắm rồi Nhật chẳng chưa làm YouTube. Vì tính chất công việc. Đây là mọi người mà hai sạn hàng có cho mực không? Ai đến là đấy là có bán luôn nhé. Mực siêu ngon, siêu to. Đúng. Đâu thấy mình vẫn đây anh? Thế mình vẫn ở đây à? Ngon quá. Bình Nguyên con có việc làm nó đâu? Làm bà San. Làm bà San. Lên ống bia nhá. Làm bà chính chắc làm. Đi làm. Làm đang đi làm. Hải sản Hoàng Hà có cho bia, cho mực không? Cho mực hải sản Hoàng Hà này.
Đấy, mực này là 9 con 1 kg nhá. 9 đến 10 con. 03. Trình cao rồi đó. Ai này? Không biết ai tên tên nữa. Lấy cái em mượn mặt cương lâu lắm mới thấy live stream. Vâng đúng rồi. Anh Cương ơi, không biết là Cương nào đây? Lấy cái máy tính xem nào. Anh chị ơi. Lấy cái máy tính. Để tôi đọc live stream được cái này. Mực Hoàng Hà thì nói là biết rồi. Xin chào Phạm Thảo nhá. Xin chào Thu Âm Kỳ Anh nhá. Liên hệ trực tiếp qua Facebook Nhật Nguyệt Vlog hoặc là qua kênh YouTube Nhật Nguyệt Vlog nha. Có YouTube hay là Facebook? Thì
Hương mai luôn rồi. Lên đúng tiêm mức đây. Bật lấy cái này một cái đi. Đây mình có bánh đây. Đây. Có đây được đúng không? Đấy đấy. Ngồi qua đi. Rồi đi làm cốc kia thì tuyệt quá. Lên uống rồi hôm nay ơi. Anh Hoàng mua rồi xuống ăn rồi. Luôn luôn này. Nha, mời cả nhà nha. Ngon quá. Lắm rồi chưa vào kênh của chính mình cả nhà. Chưa cháu ạ? Không. Có về công việc thôi. Thế chưa về luôn. À, cháu là chị. Chào Trương Hội nhá. Cái này nó đi. Em tích cho được. À, bây giờ đây đây là thấy. Cái gì? Thấy cái điều chỉnh nhá. Còn sáng rồi không? Thấy đâu được. Mà ra kìa nhá. Ừ. Đến tháng rồi mà, để tôi ăn rồi. Đó là sáng, đó là nữa. Thế đi. Thì đó. Ừ. Chừng như tối mà. Đấy, tôi tháng tháng rồi. Nhi ơi, tôi nhìn lần tia tia đó đó. Màu tương đó. Chỉ có mấy màu đi. Có màu màu hơn nữa hả? Ôi, cái gì này? À, nguyên hoan này.
Dubai về chưa em ơi? Về tới Việt Nam chưa? Đây đang ở Dubai. Mấy cái này có lên nhiều hôi vậy. 950.000 một cân dưa ạ. Đúng rồi nào, đúng rồi nhỏ tí nhá. Đây là hướng dẫn như thế. Chúng là em báo giá toàn Facebook nhá. 950.000 một cân nhá mọi người. Sau đây cũng hiện bình luận đấy. Nói chung là những mực như này thì ở ngoài thị trường này sẽ bán là 1.200.000 một cân mọi người này. Nhưng mà em là đưa bên Angola về, căn bản là bây giờ là ở bên kia là cái tiền Angola lên cao quá nên nhà em sẽ từ mực về. Bây giờ mà tiền Angola để mua tiền đô gửi về thì nó cao quá nên là nhà em không mực gửi về để nên là mới có cái giá như thế này mọi người nhá. Còn một cân thì size 10 con 9 đến 10 con to như thế này này, nói chung là giá 950.000 một cân. Vợ nha, vợ Nhật á, vợ Nhật nhận buồn chính nhiều đấy, xa quá hả chứ không. Hoàn Nguyễn Hoàn có chứ còn xem like đâu này, vô nhà lấy luôn chị ơi, không đâu muốn về luôn này. Không biết ông Nguyễn Việt là ai vậy? Em bán rau đâu? Em bán cây rau đi, cắt rau đi. Mực ở bên Angola nhá, bên Nguyễn Việt ơi. Nguyễn Việt bán rau nào? Xin chào đâu ra bảo nha. Rồi đi ba xin vân nha. Mình siêu ngon nhá cả nhà. Bây giờ về đi bốn mực đây rồi. Ngon quá. Mọi người cũng tạm nhưng mà mắt phải tạm. Răng kém thì ăn mực vào là mắc răng. Siêu to, siêu ngon, tăng khô, một câu nhá, con to nhá, dày luôn. Có 50kg, mực 50kg ở đây, ai đó? Một quý. Một quý ạ.
Bố Quý đưa mực Angola ra cho này. Bố Quý ở bên Angola. Nhạt vẫn bia, bia đá đang nhạt vẫn bia. Không ăn thì thèm, mà ăn thì vui xem lung tung các kênh châu Phi. Ok Nguyệt Viện nha, Nguyệt Việt nha. Rất cảm ơn rất cảm ơn Nguyệt Việt đã đã xem kênh của Nhật Nguyệt Vlog. Cực kỳ ngọt luôn. Bánh tơi ra, bột tươi ra. Ngon quá. Đợt này có lại sang làm lại kênh Vlog. Vì ở tỉnh bên Việt là tỉnh cũ. Xin chào Đức Lê nhá. Ai có nhu cầu mua mắc thì liên hệ em nhé cả nhà. Thắng tình này. Mực thì nướng lên cho đập cho kỹ, mọi người đập cho kỹ. Mực từ đây cả nhà. Dày. Angola, đặc biệt là các anh chị ở Angola thì biết rồi. Không cần quảng cáo các anh chị Angola nhé. Em. À, con mẹ Hoàng đúng không? Con mẹ đấy, con này. Đây, có khách đến lấy được bây dừa. Hello. Nhìn thấy đi nữa là trên Facebook và trên YouTube mà. Vào YouTube của cậu là có rồi. Vào YouTube cậu là Nhật Nguyệt Vlog ấy. Ngồi đống bia này. Việt ơi, Nhật lấy mực về cho vợ bán. Chứ đợt này khủng hoảng kinh tế rồi, không có việc làm rồi. À rồi, ok. Chào anh Hiệp nha. Quân ta thì lo gì anh ơi. Hiệp là anh trai của anh Hùng. Đang ở Angola. Theo nhìn đây sáng này, mà đó nhìn tối này. Trên kênh YouTube tối lắm cả nhà. Alo. Chưa. 4 giờ hơn mới về. Mấy giờ là 3 giờ rưỡi à? Không. Đêm qua. Tiết thì còn lại nhá. An toàn. Không nhầm được. Tiết về rồi nhớ. Bao tiêu. An toàn ăn có lá. An toàn á. An toàn. An toàn cũng là cái kênh YouTube. Nhà tối là phải đau về máy. Anh Hiệp cứ yên tâm nhá. Mà gửi lên TV cho đấy anh ơi. Ở nhà đây mua giá cao thôi. Ta cứ gửi lên TV. Xin chào Hành Nguyên, xin chào Nga Trần nhá. Xin chào tất cả các anh chị đang còn xem trên kênh YouTube của Nhật Nguyệt Vlog nha.
Cái đợt này cũng lâu lắm rồi Nhật không ra video, chắc cũng hơn 1 năm rồi đấy, hơn 1 năm rồi. Vì tính chất là do cái công việc nên là cái YouTube đang tạm dừng, nhưng chắc sắp tới phải phải đầu tư làm YouTube đó. Như kinh tế bên Angola bây giờ mệt rồi. Đợt này ở bên đất nước Angola thì cái đồng tiền của đất nước Angola nó đang mất giá, trượt giá nhiều quá cả nhà. Nó so với đồng tiền đô thì nó trượt rất là nhiều. Trước đây bữa trước Tết thì sau Tết chứ, tháng 3 dương lịch ấy, tháng 3 năm 2023 thì giá đô nó chỉ có 53 thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ lên đến 1 triệu 1, 1.000 đô nhé. Đấy, gần 1 triệu 2 là vừa hôm trước lên 1 triệu 2 nhưng bây giờ xuống là phải. Vì Nhật cũng về được hơn tháng rồi cũng chưa cập nhật được cái tình hình tiền tệ ở bên kia. Nên là cái đợt này nền kinh tế ở bên, nói chung của toàn cầu, nhưng mà bên đất nước Angola vẫn là rất khó khăn. Vì đất nước Angola như các bạn đều biết rồi, đất nước Angola là một đất nước nhập siêu, tất cả là họ nhập siêu. Xuất khẩu thì được có một số ngành nghề của chủ yếu của họ thôi, ví dụ như dầu này, rồi kim cương, vàng và gỗ. Nó chỉ có một số tài nguyên như thế thôi, với một ít về hải sản thôi. Thì hải sản thì lại họ chỉ đánh bắt nhỏ lẻ, còn tất cả công ty của lớn thì lại của người Bồ và của Trung Quốc rồi. Nên là họ hạn rất hạn chế, họ rất hạn chế nhiều vấn đề. Lo gì? Nên là đợt này chắc là Nhật cũng vì công việc nên là Nhật mới sang được có 4 tháng thôi. Vừa tháng 3 Nhật sang thì vừa rồi tháng 9 Nhật về 4 5 tháng rồi đấy. Đấy. Nên là do tính chất công việc. Vâng, cảm ơn Nguyễn Việt nha. Chắc là đợt này mà sang thì cũng làm một số YouTube về cái đời sống văn hóa của Angola thôi. Tiếng Nhật không chạy theo các cái vấn đề đề tài kia, hoặc là làm một số về YouTube để ăn uống, hoặc là làm một số YouTube để hài. Đấy. Chơi vui thôi chứ không, cũng không phải là đầu tư vào đó để tính toán sau, chờ cái kinh tế nó ổn định rồi lại tính toán đầu tư. Nhưng mà dự đầu tư cũng không biết đầu tư gì. Đấy, Nhật hai ba cửa hàng nhưng bây giờ phải đóng đóng cửa mất 2 cây rồi. Đấy, Có à nhỉ? một cây về làm mộc làm gỗ thì Nhật cũng tạm dừng rồi. Một cái xưởng nội thất ô tô Nhật cũng đang tạm dừng một xưởng, còn xưởng vẫn hoạt động. Đây là kinh tế rất khó khăn cả nhà. Chơi cũng đồng về Đây là mình dự chơi một xưởng. án này nọ. Đó. Thì chính vì khó khăn nên là đợt này về thì Nhật lại tiếp tục là buôn bán thêm cái mực nha. Mực đất nước Angola thì tất cả quý anh chị đều biết rồi. Đấy. Là Nhật mực mới gì? đưa về mà nó lên phấn cũng rất là nhanh. Mực Bữa ngon. hôm qua mực Nhật mới bóc hôm qua thì trắng phao phao, bữa nay lên phấn rồi. Nhưng mà lên phấn thì lên phấn ngon nhưng không phải là lên phấn nữa nha. Vì Thì là cũng rất ngọt luôn. đất nước Angola thì quý anh chị đều biết rồi, hầu như là làm theo tự nhiên, không có chất bảo quản. Đấy. Chỉ có phơi bằng điện thôi, phơi điện xong là đưa đóng và về thì tưởng tượng nó sẽ lên màu như thế này. Còn con hôm qua vẫn trong trong veo này, đẹp mộng mơ. Đấy. Thì cái loại Là này thì nó ăn, hơi thì cái loại này ăn thì đảm bảo, một rất đảm bảo cả nhà. Vâng, cảm ơn Nguyệt Việt nha. Chị Văn Ro cũng rất là vui. Chị Văn Ro, ôi trời ơi, cũng hay. học chơi chơi không? Chào Trà Quế nha. Chào Hồng Anh nha. Không ăn à. Hồng Anh Chuẩn bị anh. đi Anh em rồi. đều Nguyễn Thành đi. Đạt nha. Nguyệt Thành Đạt. Tình hình công việc bên trong cháu ơi. Bác.
Đấy. Chúng mình đã đi rồi. Chúng mình đã đi á. Chào cả nhà đây, chào cả nhà đến kênh YouTube mà tập làm YouTube của mình. Đây YouTube này. Đây con trai các bạn nhập nha. Năm nay 9 tuổi rồi. Cháu được 9 tuổi. Đúng rồi, mười trá rồi. Công việc làm đều. Cậu cháu ở bên Angola nói công việc ở trường làm đều cả nhà. Tam tam rồi. Giao kiếm thành. Mệt quá. Giao kiếm thành vì mấy người bây giờ vẫn công việc rồi, cuối cùng ngày ít gặp nhau. Nhưng mà gặp nhau thì chán lắm. Nhau thì có say hơn. Rồi uống được toàn say. Đợt này nhập về nhưng mà anh em bạn bè thông cảm nhé, đúng là đợt này cái tự lượng nó yếu quá. Tự lượng yếu quá nên là không dám ăn luôn. Cứ uống cuộc nào say cũng đấy cũng khiếp. Sợ rồi, bây giờ bắt đầu sợ uống rượu rồi. Trước đây cứ thấy uống rượu lao vào nhưng mà nay bắt đầu sợ rồi cả nhà. Ngon lắm cả nhà ơi. Tươi ngon lắm. Tươi như là ngon. Leona, Nguyễn Văn Tiến à, lát em qua lấy 2 cân à, ok Tiến nha. Đây này nướng thì nó trắng như thế này cả nhà nha. Đấy. Nướng thì nó trắng như thế này. Đây là em cho một con châu chấu để ăn nhá. Em cho một con châu chấu mà để ăn nó còn trắng như thế này này. Nhưng không cho ăn con đẹp. Ăn con đẹp để bán thôi. Ai có nhu cầu xỉ thì bốc cả nhà nhá. Nói chung là mực như thế này à. Ai mà ôm lên đến Tết á, Tết bán á, thì chỉ có, nói chung là Tết á, vì đơn vị là bắt đầu là chuẩn bị hết mức rồi, không có mức mấy. Nên là cái mà để Tết bán thì chỉ có tuyệt vời thôi. Lực Việt chốt đêm tên mấy cân này? 5 cân là còn đến là ok nha. Ok Lực Việt nha. Đêm nay là có nên rất nhiều là người đi châu Âu nên chưa? Là các bạn đến hiện bây giờ là rất nhiều. Đến hiện bây giờ là chốt đơn được 9 cân rồi nha. Nguyễn Hoàn là 2 cân, Nguyễn Tiến 2 cân, Lực Việt 5 cân. Lực Việt 5 cân nha, là được 9 cân rồi, lại chim bán được 9 cân rồi nha. Mực siêu to, siêu ngon. Nhưng mà lên lên hình ảnh là nó bị kìm màu hơn mọi người nha. Còn ở ngoài là màu rất đẹp mà trắng. Không, trắng mà chụp ngon. Trên Facebook thì vẫn được. Trên Facebook vẫn được, nhưng mà trên Facebook đấy. Đấy. Ngoài màu rất đẹp. Xin chào Đặng Nhương nha. Đến Facebook ai ưng chốt đơn hoặc là ưng xị lẹ thì nhật đều có nha, đặc biệt là trên YouTube. Tâm Cute à? Tâm Cute ơi, đợt này về bán mực rồi Tâm Cute. Anh em Angola ở bên bảo vệ sức khỏe thôi. Này phải chia tay Angola thời gian. Về hơn tháng rồi cả nhà. Ủa con ăn mực này, ăn mực quảng cáo về tập được quen không? Sau đệ tự bán hàng này, đệ tự bán hàng và đệ tự làm YouTube. Mơ làm YouTuber. YouTuber gì? Đấy, làm cho quen quen
sao cho ăn sang Angola. Trịnh Quang, vâng, xin chào Trịnh Quang nhá. Đây thì quay YouTube chứ. Cũng nhát lắm Nguyễn Việt ạ. Trinh Quang là ai này? Trinh Quang ơi, mực cái này mực dài tầm 40 phân chứ không nhỏ đâu. Đấy. Nhưng mà nhiều khi nói nhìn nói vui ở đây gần 40 phân này. Đấy, thấy chưa? Cái tay của Nhật này. Đây Nhật không lấy đầu nha, không tính đầu này. Đấy. Đấy, cái gang của Nhật là 20 phân này. Nhật không lấy đầu nha, lấy từ đầu. Siêu ngon luôn. Lấy thân đấy. Ai có nhu cầu uống mực bán Tết thì inbox em nha, để được giá giá mềm nhất nha. Ok Trình Quang ơi, sáng nay Loan thì ứng gửi phát một rồi. Này hai nền tảng luôn. Ở đây hai ba nền tảng nhá, cả Facebook cả cả YouTube. Quên chuyện là mua cái trang nữa. Fanpage. Cái trang fanpage, cái trang fanpage thì mới được nhiều. Fanpage với nhiều người nữa. Fanpage có lại mời mấy khoảng 10.000 người đấy. Nhưng mà cũng do một thời gian mình bỏ bê không không làm YouTube nên là hiện nay ít người xem. Mồm thì không muốn nhai mà ăn là cứ thấy là cũng muốn 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 vặt ăn cả nhà. Vâng, em like một hồi như thế thì lên cho cộng đồng anh em ai cần mực khô thì liên hệ trực tiếp với Facebook của Nhật Nguyễn Vlog nhé, hoặc liên hệ qua số điện thoại 0975 970 876 nhé. Xin chào Nguyễn Ngọc nha. Vâng, xin chào cả nhà nha. Bây giờ vợ chồng đi xem các cái trò chơi dân gian của xóm tổ chức vào cái ngày 18 tháng 11, ngày đại đoàn kết toàn dân tộc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhé. Vâng, xin chào tất cả mọi người nha. Thành công nha. Vâng, xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà nha. Làm chúng ta tìm một cô ta mình nghe được.